Sơn Tây á? Ừ. À, em cũng chả biết. Nó bảo là để học viết xong cầm lên. Nhưng nay toàn cây mới đấy chứ? Nhỉ. Yeah. Không cầm mấy cái. À đây có một cây này, cây này đúng không? Cây này của bên mình à? Cây này cũng mới. À đấy. Đấy có con đấy là hoàn thiện, còn đây là bôi. Đầy xe nó mưa lùi, mưa còn thì mưa gì đấy, cái búa này đục có sớm không anh? Đục nhật. Ừ. Đục nhật mãi. Được thế nhỉ? Nó cứng, đục vào em chứ. Ừ. Không kêu nhỉ? Mẹ với thân phải đích như thế này, con bố đục. À. Dây thép nó ngập vào ngày xưa. Dạ. Nhân. Ủa nhiều si khủng thế, giấu hết trên này. Qua lấy được mấy con này còn mấy con nữa rồi. Chiều nay về chở nốt. Khiếp đấy nhỉ. Cái lô này khoảng khoảng bao nhiêu cây đây? Phi này. 5 cây như này. 5 cây à, mỗi cây khoảng khoảng bao nhiêu tiền? Tầm 20 thôi. Tầm 20 thôi. Đấy. 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 Đấy đấy đấy. Đây rồi. Mini đây rồi. To đẹp quá nhưng mà chưa ấy. Nó hết chỗ xếp rồi. Đây cái loạt này là bao nhiêu một cây anh? Có đổ đồng không hay là khác như dán nhau đây? Tầm 25 triệu. Tầm 25 triệu. Có cây 25 từ 25 đến 30 nhỉ. Thế cho dễ. Bình tĩnh cả. Đấy. Một loạt. Rồi. Đồ này mình à, lên nha. Mình ghép, nhưng mà chưa ghép vào đi chợ đồng giá mình về nó ghép. Thế thôi. Ghép á? Ghép gì cơ? Ghép đôi bột đẹp hơn. À, thì... như cây trực như bây giờ, ghép là đẹp. Ghép cho bộ thôi. Lên bà ghép thêm. Ghép cho mày đi đồ ghép. Rồi, 3 tiền. Trực. À. Toàn cỡ gấu, toàn cỡ 2-3 nghìn B đấy. Con kia toàn bước trên đường, hai mặt con bước trên đường. Chả biết quay từ đâu bây giờ. Đấy, nhìn đã thấy cái ngọn ăn rồi rồi đấy. Đã cho cây này về nghiên cứu không? Ngon lắm. Đất anh cho nguyên bản thôi, giờ anh ta đặt cho tôi tặng dễ thế này rồi. Mua về thủ ngọn hơn thì làm đi. Đấy có cây đấy thì giá hơn cả. Cây đấy à? Sang xuân cho phát thì đây. Đây. Cho mình ăn luôn cho xuân vào cái này. Đấy. Giờ cắt thì hơi 2 ngày em mua cái loại thuốc 600 nghìn vỗ. Nhưng mà mùa này không để ý cái lại oẳng luôn. Ừ. Nhưng mà để ý được thì lại vô tư nhưng mà cái trưởng ngay. Cái cục to này cắt 25 đến 30 triệu một cục. Bỏ, bỏ. Chặt ăn. Bây giờ mẹ đang phun phun dễ rồi lại bỏ quên một hôm là toi luôn. Không lọc phủ vào không hả? Toàn khủng long bạo chúa. Đấy anh em, đây là cây của hàng của Quách Tĩnh, 1, 2, 3, 4, 5 cây, 6 cây, 6 cái phôi mà cùng lứa đấy. Cái cây này thì có già hơn chút, cảm giác như chậu hơn tí. Đây thì anh em lựa chọn, để xem. Xuân đang tới rồi. Chả biết quay từ đâu bây giờ. Cứ thấy cái cổ đó. Đây, cái cổ ngọn. Anh em đang tính lấy cái cổ này. Được thì hôm nào phải sắm cái đục này, đêm đục cho nó đỡ kêu.
mà nó vợ nó dậy nó thích nhỉ, ngọt phết đấy chứ nhỉ. Cái này đủ hay lắm, nó lại có cái độ đàn hồi nó đấy. Đấy. Con cổ này là bao nhiêu tiền này anh? Đấy đây. Đây này. Đây sẽ quê. Vâng. 12 triệu. 12. Đấy, hạt rẻ đấy. 12 đồng. Này chắc có ông bốc luôn đấy. Đấy con này, con này. Ở đấy cũng xanh quê nhưng mà con này đắt. 28. 28 à? Quê như lá đẹp. Đâu bố nào thích đồ cổ đây. 12 đồng này. Già chưa? Cái thân hay phết đấy, được phết đấy. Nhìn này, mả này như hóa thạch. Có cái vướng. Đây, có thử cái cổ này về dâm dúi không? Đây, bên này. Quê này. Đấy, dâm dày. Mai tùng đây, bên này nhiều tùng hơn. Tôi hỏi cái này 6 triệu, thích cái này. Bé nhưng mà nó bệ bãi nó gớm. Chạy đây. Kiện đang ngâm cứu cây nào đây? Anh Toàn. À, Kiện đang ngâm cứu cây nào mà? Cây này á? Cây to này. Cây to này. Cây to này bao giá anh em là bao nhiêu đây? Chốt 12 triệu. 12. Nghệ đấy nha. Nghệ. Đấy. Mấy hôm nay rồi dáng đổ sốt thịt xịt kìa nhỉ. Giao dịch mấy con đổ khiếp quá. Đấy, ông có mở hàng cái nào chưa? Chưa. Tí nữa để qua tham quan đi. Có nhà. Đấy. Thông là thông hai lá này, thông lá hai. Tùng đổ. Nguyệt Quế đây, Nguyệt Quế đây. Đấy, một loạt là đồ cũng rẻ rẻ thôi. Đây này, sung rồi, ổi rồi, rành rành. Nguyệt Quế tùng này, bên là con đà lồng tùng, mấy cái đồ tùng rẻ tiền đây các bác, không đắt được mấy cái đồ này, chỉ độ loanh quanh vài triệu cây. Đấy, con đấy bé mà hay ấy nhỉ. Con đấy bé nhìn thấy cái bệ hay nhỉ. Quấn hết á. Cơ bản là nhìn xa không nhìn thấy cái bệ. Lại gần nhìn thấy cái bệ mới phê. Đồ để bàn trà đẹp. Mở hàng cho anh vừa.
bình kiện nghe máu vẫn kia lắm. Về bán là được. Khó mà để nó chống nó rẻ bóng mà thì hoặc là nếu mà thôi dây giờ nó ổn định rồi tháo ra được rồi thì cũng cửa mà dây được. Mới đấy. Dễ xong con đấy lắm đấy. Mớ xì đây này, xì rồi đang sốt xịt cất hết đây này. Đấy, đồ tư duy đây, đồ tư duy. Có con xanh này hay này, cụ nào yêu thì đang rẻ ngon, không bị cháy chiếc gì đâu, ngon lắm. Qua lên cái chậu đẹp đẹp cái này vồ nhau. Xì này, xì cái xanh này này, hơi bị được. Ok các bác, chuyển sang chỗ sôi động kia một tí.